nhé. Nếu mà chúng ta có cái câu hỏi hoặc là có các cái trao đổi liên quan thì sẽ liên hệ qua điện thoại hoặc theo email nhé. Thầy không muốn để màn hình full bởi vì là mình sẽ kiểm soát cái nội dung của nó nhé. Thế thì đầu tiên là chúng ta nhắc lại một chút là đây là cái giải phẫu của thận đúng không ạ? Đấy, nó có các cái tháp thận. Rồi đây là các cái tháp thận này. Tháp thận này, nhìn thấy rõ chưa? Đây là bể thận. À, Nghe bể thận. gì không? Em có nghe rõ không? Dạ có ạ. Dạ có ạ. Ừ. Thế xong, thế thì các bạn phải xem lại cái hệ thống của các bạn nhé. Trang tắt đi, tất cả các bạn vào tắt đi nó mất nào. Phúc nào. Phúc tắt mic đi Phúc ơi. Sao không nghe thấy gì ta? Em ơi, em tắt mic đi nào. Thì đây là nephron, nó được cấu tạo như thế này, nó đi từ vùng vỏ vào vùng tủy và sẽ đổ nước tiểu vào cái khu vực này nhé. Bây giờ sẽ hỏi một bạn nào, lớp phó học tập lớp IK1 nào. Alo ạ. Nghe Đây thầy. là cái hả? Vị trí này là gì? Vị trí này là gì? Alo. Em đang động mạch thận. Đây là cái gì em? Đây là Em cái gì? để đấy là các cái tiểu động mạch đến cầu thận. Đây là tiểu động mạch đến, còn đây là cái gì? Đây người ta gọi là cái gì? Em nói đây là cầu thận. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Alo. Vâng, đây là cái gì em? Em nghĩ cái cũng là tiểu động mạch đến. À không, đấy là tiểu động mạch đi. Vâng. Vâng. Thế cái này thì gọi là cái gì? Đấy là màng mà bao men. Thế còn đây? Đấy sẽ là ống lượng gần. Vâng. Đây. Là quai hen lệ. Đây cơ mà. Vâng, chỉ định danh người ta gọi là cái gì? Quay hen Em lê nhưng mà ngành gì nhỉ? hoặc là gọi là đoạn xuống của quai Đoạn hen xuống. Còn cái đoạn này, lệ, đoạn lên đoạn là lên thì nó sẽ có hai đoạn, một đoạn đây là người ta gọi là đoạn mỏng và đây người ta gọi là đoạn dày nhé. đấy, Thế ống lượng còn xa kia là ống góc. lượn xa vòng go, đúng rồi. Đây nhá, nói với bạn này, cả cái phần này người ta gọi là cầu thận nhá, gồm cấu tạo của tiểu động mạch đến,
bốn bao mạch tiểu động mạch đi và bao man người ta gọi là cầu thận, còn toàn bộ cái phần này người ta gọi là phần ống thận, nhớ chưa nhá. À. Và cầu thận và ống thận thì được gọi là gì nhỉ? Cầu thận cầu ống thận thì người ta gọi là cái gì? Cầu thận và ống thận thì người ta gọi là cái gì? Ừ. Thì là nephron, đúng rồi đấy nhá. Như thế tức là chúng ta vẫn chưa 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 học kỹ đâu. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần mô học. Đây là tất cả những cái này là đây thầy đang nói lại tất cả những cái phần mà hôm vừa rồi học đấy. Chúng ta sẽ có khoảng 15 phút chúng ta ôn lại. Đây là cái khoang của Bowman này, thấy chưa nhá. Còn đây là các cái tế bào biểu mô lát trong của Bowman, đây là biểu mô tận lát đơn nhá. Đấy nhá. Đấy. Được chưa? Đây bùi bao mạch đây này. Bùi bao mạch này nhá. Được chưa? Nhá. Đấy. Đây là ống lượng xa này nhá. Còn đây là cái cấu tạo của đây là ống lượng gần này. Đây là các cái tế bào macula densa đấy nhá. Đây là tiểu động mạch đến tiểu động mạch đi nhá, được chưa nhá. Đấy, đây ở cái vị trí này là phối hợp cạnh cầu thận đây này nhá, được chưa nhá. Đấy, đây là cái cơ chế của nó, cơ chế lọc này ở cầu thận đây này, các bạn nhìn thấy chưa. Tiểu động mạch đến đưa máu đến rồi, và đây là xảy ra quá trình lọc. Bây giờ hỏi lớp lớp phó học tập lớp IK2 nè. Phó học tập IK2 bạn đã vào chưa? À, em đây ạ. Nghe được em không ạ? Vâng. Thế bây giờ cho thầy hỏi là nào. Đây là cái màng lọc cầu thận. Thì màng lọc cầu thận thì cũng có mấy lớp em? Em cứ thấy là có 3 lớp ạ. Ừ. Nào. Lớp trong cùng là gì? Nào, là những lớp nào? Có thể là lớp nội mô. Ừ. Đây này, đây là lớp nội mô. Nha. Rồi, tiếp đến. Đấy là lớp màng đáy ạ. À, đây là lớp màng đáy này. Và cuối cùng là Lớp chân của các tế bào nhiều chân. là những cái chân của các cái tế bào có chân, đúng không ạ? Đấy, nha, cấu tạo màng lọc cầu thận, được chưa nhé. Thế bây giờ chúng ta sẽ xem về phần cảm ơn em. Chúng ta sẽ xem về phần mô học nhé. Thì đây là số 1 này, là ống lượng gần. Đấy, nhé, ống lượng gần. Đấy, đây là các bạn nhìn đến đây là các nhân tế bào, các cái tế bào. Thứ hai là ống lượng xa. Đây, đây là ống lượng xa này, số 2 là ống lượng xa này. Thế còn có một khái niệm nữa là khoảng kẽ giữa các cái ống thận. Nhìn thấy chưa? Đấy, đây khoảng kẽ giữa các cái ống thận. Nha. Khoảng kẽ giữa các cái ống thận. Nha. Được chưa? Đây là người ta chụp cái diềm bàn chải. Đấy, diềm bàn chải của các cái tế bào ống thận. Các bạn nhìn thấy rõ các cái diềm bàn chải không ạ? Với các diềm bàn chải này nó sẽ làm tăng cái diện tích tiếp xúc lên nhé. Đấy, nhé.
Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chức năng nội tiết của ống thận. Chức năng nội tiết của thận. Thế thì cái phần này chúng ta sẽ nhất là tí thầy sẽ chỉ cho các bạn cái phần tài liệu mà các bạn sẽ học nhé. Phần tài liệu mà các bạn sẽ học chức năng nội tiết của thận. Nhất là thận sản xuất ra ba cái hormone quan trọng, đó là erythropoietin, canxitriol hay là 1,25 dihydroxycholecalciferol và renin nhé. Renin. Ngoài ra thận thì còn tổng hợp prostaglandin, nó có vai trò ảnh hưởng tới nhiều cái quá trình xảy ra trong thận nhé. Thận còn nói thêm là thận còn tham gia vào quá trình thoái hóa các cái hormone như là insulin hoặc là parathyroid hormone. Thế thì chúng ta biết rằng là hormone thì được định nghĩa là gì? Là chất mà do các cái tuyến nội tiết bài tiết ra, nhưng mà nó phải đổ thẳng vào máu và đến cái cơ quan đích để gây ra tác dụng lên cơ quan đích. Sau khi tác dụng xong thì cái hormone đấy nó sẽ bị sao? Nó sẽ bị bất hoạt đi. Đấy. Thì một trong những cái vị trí mà để insulin bất hoạt đấy chính là thận. Parathyroid hormone hormone của tuyến nào nhỉ? Nào, parathyroid hormone. Nào, lớp phó IK2 nào. Mà em ra thấy là của tuyến cận giáp ạ. À, tuyến cận giáp. Thế còn hormone của tuyến giáp là gì? Một tuyến giáp thì có tyrosine, calcitonin với lại còn hai cái Tức là nó có T3, T4 với cả calcitonin đúng đấy. Vâng. không ạ? Ừ, nhá. Thế rồi nhá, thế thì parathyroid hormone tức là PTH thì là hormone của tuyến cận giáp. Rồi, xong nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái hormone đầu tiên. Erythropoietin là hormone có vai trò điều hòa quá trình tổng hợp của hồng cầu. Erythropoietin thì có bản chất là glycoprotein chứa 165 amino acid, được chưa ạ? Và cái nội dung về erythropoietin thì các bạn sẽ xem ở trong sách giáo khoa. Đây, thầy sẽ dở cho các bạn. Thầy sẽ dở cho các bạn xem. Erythropoietin. Các bạn đã xem được cái bây giờ rồi, tí tí thầy sẽ dở cho toàn bộ xem. Erythropoietin thì là gắn với receptor trên màng tế bào, là tiền thân của hồng cầu, và khi gắn sẽ làm giảm các cái tế bào chết theo chương trình, tế bào tiền thân ấy, tế bào tiền thân của hồng cầu đấy. Ví dụ như là hồng cầu, quá trình tạo thành hồng cầu thì phải là từ tế bào gốc của hồng cầu. Thế sau đó thì nó sẽ sao? Nó sẽ biệt hóa dần và trở thành các cái tế bào tiền nguyên hồng cầu và trở thành các cái tế bào hồng cầu trưởng thành. Thế thì khi mà các cái hormone erythropoietin gắn vào thì nó sẽ làm giảm cái chết theo chương trình của các cái tế bào này, và vì thế nên làm tăng khả năng sống sót và do đó giúp
các cái tế bào này phát triển thành tế bào hồng cầu trưởng thành. Đấy, đấy chính là cái vai trò và cái cơ chế của erythropoietin. Đấy. Và vì là erythropoietin có bản chất là glycoprotein nên là nó sẽ gắn với cả receptor ở trên màng tế bào. Nhìn thấy rõ chưa? Trên màng của tế bào. Đấy nhá. Đấy, tức là cơ chế này là nó sẽ gắn hormone, nó gắn vào các cái receptor ở trên màng tế bào nhá. Và vì thế nên là nó sẽ hoạt hóa các cái chuỗi, các cái enzyme, và các cái chuỗi enzyme này thì sẽ giúp cho quá trình là giảm chết theo chương trình nhé, tăng khả năng sống sót và do đó giúp phát triển thành các cái tế bào hồng cầu trưởng thành, được chưa? Bây giờ đến quá trình là tổng hợp và bất hoạt thì chúng ta biết rằng là ở người trưởng thành thì khoảng 90% erythropoietin sẽ được tổng hợp ra ở thận và nó ở các cái tế bào người ta gọi là tế bào kẽ, được chưa? Đấy, 90%. Thế còn phần còn lại sẽ được tổng hợp ở gan. Đấy. Ở trong trắc nghiệm của chúng ta thì sẽ có cái câu là hỏi về cái vấn đề này đấy nhé. Thế thì nó sẽ ở cái tế bào nó có tên là tế bào quanh mạch, tế bào gan mà ở quanh các cái tĩnh mạch. Đấy. Nhé. Thế thì gan sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất erythropoietin thì chỉ ở trong giai đoạn phôi thai thôi. Nhưng ở người trưởng thành thì khả năng này giảm đi và được thay thế bởi thận, được chưa? Nhé. Về ứng dụng lâm sàng này thì các bạn biết là bệnh nhân mà suy thận ở giai đoạn cuối thì sẽ có hai cái triệu chứng rất là điển hình, đó là bị cao huyết áp và thiếu máu. Triệu chứng mà thiếu máu thì liên quan đến việc suy giảm hồng cầu. Rồi nhé. Bệnh nhân suy thận ở giai đoạn cuối sẽ có triệu chứng là thiếu máu do giảm hồng cầu. Và những bệnh nhân này thì sẽ được sử dụng là erythropoietin tái tổ hợp. Nhé. Được sử dụng là erythropoietin recombinant hay là erythropoietin tái tổ hợp, được chưa? Tái tổ hợp. Nhé. Tái tổ hợp. Rồi. Và erythropoietin thì có thể lạm dụng như là doping. Đấy. Đặc biệt là sử dụng trong cái thể thao thành tích cao. Ví dụ các bạn biết là ví dụ như là những cái môn thể thao mà cần cái sự bền bỉ. Ví dụ như là đua xe đạp, chạy marathon. Đấy thì là cần phải có cái sự bền bỉ. Và vì thế nên là erythropoietin thì có thể được lạm dụng và được sử dụng như là doping. Đấy. Và vì thế nên là nó cũng là một chất cấm ở trong thể thao. Nhá. Tiếp này. Erythropoietin thì căn nguyên kích thích chính của cái sự sản xuất erythropoietin là do sự giảm áp suất riêng phần của oxy trong máu khi mà đi qua gan và thận, trong máu của cái dòng máu. Đấy, của dòng máu đi qua gan và thận, tức là khi mà cái dòng máu đi qua gan và thận thì nó có cái sự giảm về áp suất riêng phần của oxy trong máu thì lúc đó sẽ dẫn đến cái việc là gan và thận sẽ sản xuất ra nhiều erythropoietin. Thế thì bây giờ chúng ta phải biết rằng một điều là như này, là khi mà suy thận thì cái lượng máu đi qua thận nó sẽ giảm. Đấy. Và vì thế nên là cái nồng độ oxy hay là áp suất riêng phần của oxy nó sẽ giảm đi. Và vì thế nên là
nên là sao, giai đoạn đầu thì có thể là thích ứng đấy, là như thế, là có thể là thúc đẩy tăng sản xuất, nhưng mà do là tế bào thận là nó bị sao, nó bị sơ rồi đấy, suy thận tức là thận nó bị sơ rồi, nó không không còn các cái tế bào hoạt động nữa, và vì thế nên là mặc dù là có các cái tín hiệu đấy, nhưng mà tế bào thận lại không sản xuất được erythropoietin, và vì thế nên là sẽ dẫn đến cái việc là thiếu máu đấy nhá. Ngoài ra thì cái việc sản xuất này thì còn được sự hỗ trợ, tức là hay là thúc đẩy bởi androgen đấy. Androgen hay là testosterone ấy, hoặc là catecholamine, tức là adrenaline và noradrenaline thông qua cái receptor beta, và erythropoietin thì bị bất hoạt chủ yếu tại gan. Được chưa? Đấy nhá. Đấy, như thế tức là chúng ta đã xong cái câu chuyện của erythropoietin. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái câu chuyện thứ hai, đó là về canxi trion. Thì chúng ta biết rằng là thận là nơi hoạt hóa cuối cùng của vitamin D để thành cái dạng hoạt động là canxi trion nhé, tức là một hydroxylation đấy, thì của cái 25 hydroxy cole canxiferol, nó sẽ biến 25 canxi đây này, nó sẽ biến cái thằng này này thành cái thằng này này đấy, thành 1,25 đấy, tức là nó sẽ chuyển giúp này, chuyển này đấy nhá. Và canxi trion thì kích thích ruột non tổng hợp protein để cho phép hấp thụ canxi và phốt phát nhá. Điều này sẽ giúp cho cung cấp canxi và phốt phát cho sự phát triển của xương, và vì thế nên là canxi trion hay là vitamin D ở dạng hoạt động nó có vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển của xương. Thế thì nhóm nghiên cứu của thầy và cô Hương hiện tại là nghiên cứu rất nhiều các cái vai trò của vitamin D ở trong trong cơ thể. Thì vitamin D có mấy cái điều như này. Thứ nhất là ở người miền Bắc ấy, tức là có cả mùa lạnh và mùa nóng ấy, thì mùa lạnh thì tỷ lệ thiếu vitamin D sẽ nhiều hơn. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái tỷ lệ thiếu vitamin D ở người miền Bắc này rất là cao, có khoảng độ 40%. Cái thứ ba là rất là quan trọng, ngoài cái việc là nó sẽ giúp hấp thu canxi và phốt phát giúp cho sự phát triển của xương, thì canxi thì vitamin D nó có vai trò rất là quan trọng trong việc là giúp cho cái sự 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 hoàn chỉnh của cái hệ miễn dịch, và vì thế nên là người ta nghiên cứu mới nhất ở năm gần đây, người ta đã chỉ ra rằng là những bệnh nhân bị COVID-19 mà nếu mà được bổ sung vitamin D dạng hoạt động ấy, thì sẽ giúp giảm khả năng tử vong và giảm cái khả năng bị chuyển nặng đấy nhá. Thế ngoài ra thì vitamin D nó cũng có vai trò rất là quan trọng trong trong việc là điều trị, thì có một bác sĩ sau đại học mà thầy hướng dẫn thì sẽ định lượng cái vitamin D, định lượng vitamin D rất là đắt ở bệnh viện Bạch Mai, thì nó rơi vào tầm khoảng 400.000 đấy. Thế sau khi mà định lượng xong mà những bệnh nhân mà thiếu, mà đặc biệt những bệnh nhân mà đau đau khớp, đau xương khớp mà không rõ nguyên nhân ấy, cái loại mà đau lành tính ấy, thì sẽ sử dụng là bổ sung vitamin D
Thì vitamin D thì có loại là liều cao. Đấy, liều cao và liều hàng ngày. Thế và khi mà chúng ta bổ sung vitamin D vào và đánh giá lại thì cái tỷ lệ mà đáp ứng, tức là hết đau hoặc là giảm đau thì tốt hơn so với cả khi mà chúng ta sử dụng các cái thuốc giảm đau thông thường. Được chưa ạ? Đấy, đấy là thầy nói về cái vitamin D đấy, trong các cái nghiên cứu. Đấy. Thế thì ở trong này thì chúng ta thấy rằng là vitamin D khi mà đưa vào ở dạng tiền chất thì nó sẽ có vai trò rất quan trọng của các cái tia đấy, và của gan và thận để chuyển thành cái dạng hoạt động đấy, là canxi chion nhá. Thế thì và vì thế nên là thận nó có vai trò rất là quan trọng trong cái việc có cái vai trò này, và chính vì thế nên là những cái bệnh nhân mà suy thận thì đương nhiên là cũng có cái rối loạn của cái chuyển hóa canxi phosphat rồi đấy nhá. Và trong cái thời gian mà chúng ta đi lâm sàng thì chúng ta nên quan tâm về vấn đề này nhé. Thế, cái thứ tiếp là đây là cái mối liên quan thì vai trò của vitamin D đấy, thì nó làm gì? Làm tăng tái hấp thu canxi và phốt phát ở ruột đúng không ạ? Đấy nhá. Đấy, canxi phốt phát đúng không ạ? Và nhờ có các cái hormone thì nó sẽ được tích lũy vào xương, tích lũy vào xương đúng không ạ? Được tích lũy vào xương đấy, được chưa? Đấy, nhé. Đấy là cái vai trò của vitamin D, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ sang một cái phần nữa, đấy chính là renin. Nào, renin, renin thì bây giờ thầy sẽ lấy một cái hình để có thể các bạn sẽ xem cho kỹ này. Đầu tiên thì là chúng ta phải xem cái cấu tạo của cái phức hợp cận cầu thận. Cấu tạo của phức hợp cận cầu thận. Rồi. Đợi thầy một phút thôi. Thầy sẽ dở cho các bạn về phức hợp cận cầu thận. Cầu thận. Nào. Bây giờ cho thầy hỏi lớp trưởng của lớp IK1 đâu rồi? Lớp trưởng của IK1 đâu em ơi? Là em đây ạ. Vâng. Em đã học về phức hợp cạnh cầu thận chưa? Ừ, bọn em được nói qua rồi ạ. Được nói qua rồi. Vâng. Thế bạn có thể mô tả lại phức hợp cạnh cầu thận nó như nào không? Bạn có thể mô tả lại được Ừ, thầy là em không nhớ rõ lắm ạ. không? Ok, cảm ơn em. Tức là cái gì cũng nói qua đúng không? Rồi. Đây, em sẽ nói lại. Thầy phức hợp cạnh cầu thận đây. Phức hợp cạnh cầu thận. À. Bây giờ chúng ta sẽ xem nhé. Thế thì đây là tiểu động mạch đến này, đây là mao mạch, búi mao mạch này, đây là tiểu động mạch đi này, đây là bao bao ma này, đây là lòng của bao bao ma, nhìn thấy rõ chưa ạ? Thế thì ở cái nơi mà đây là ống lượn xa, ở cái nơi mà tế bào của ống lượn xa tiếp xúc với cả tiểu động mạch đến và tiểu động mạch đi ấy, thì các cái tế bào này người ta gọi là tế bào macula densa xa. Tế bào macula densa xa này thì nó có khả năng mà cảm nhận được
các cái tín hiệu, các cái đặc điểm của dịch lọc. Đấy. Còn ở các cái tế bào ở cạnh tiểu động mạch đến và tiểu động mạch đi, đặc biệt là tiểu động mạch đến ấy, thì có các cái tế bào nó phình to ra và trong này nó chứa rất nhiều những cái hạt, người ta gọi là hạt renin, được chưa? Thế thì bây giờ giả sử như là khi mà lưu lượng lọc ở cầu thận giảm đi thì cái lượng dịch được đi qua cái ống thận nó sẽ chậm dần, chậm hơn, thì các cái ống thận nó sẽ tái hấp thu nhiều hơn bình thường. Và vì thế nên là cái dịch mà đi đến cái ống lượng xa này nó sẽ sao? Nó sẽ nồng độ các cái chất nó sẽ giảm đi. Đấy. Và vì thế nên là sao? Vì thế nên là các cái tế bào macula densa này này nó sẽ cảm nhận được cái điều này và nó sẽ gửi tín hiệu đến các cái tế bào cận cầu thận. Các tế bào cận cầu thận này nó sẽ bài tiết ra renin nha. Bài tiết ra renin. Renin thì nó sẽ giúp chuyển angiotensin thành angiotensin 1. Và angiotensinogen này thì là do gan sản xuất ra, được chưa? Ở cái dạng không hoạt động thì chuyển thành angiotensin 1. Angiotensin 1 thì cũng là một cái chất mà chưa có tác dụng, mà angiotensin 1 phải nhờ cái men chuyển để tạo và nhờ men chuyển và thành angiotensin 2. Và angiotensin 2 thì mới có tác dụng là gây co mạch, gây kích thích tổng hợp aldosterone và gây co mạch làm tăng huyết áp. Được chưa? Nha. Đấy, nha. Đấy, nha. Thế thì bây giờ thầy sẽ tóm tắt cái nội dung của cái phần này là như sau. Đầu tiên là vì là máu đến thận giảm, làm cho các tế bào macula densa cảm nhận được cái điều này thì sẽ kích thích các cái tế bào cận cầu thận. Các cái tế bào cận cầu thận là các cái tế bào này nó chứa renin nhé, thì sẽ chuyển angiotensinogen thành angiotensin 1. Angiotensin 1 đi qua phổi nhờ men chuyển ở phổi chuyển thành angiotensin 2, được chưa? Angiotensin 2 thì là một cái chất gây co mạch, mạch rất là mạnh nhá, và làm tăng cái áp suất lọc lên, áp suất lọc lên. Cái thứ hai là angiotensin 2 nó sẽ làm tăng aldosterone. Do sao? Nó sẽ kích thích cái vỏ thượng thận, nó tăng bài tiết aldosterone. Mà các bạn biết là aldosterone thì có tác dụng làm tăng tái hấp thu natri. Và khi mà tăng tái hấp thu natri dẫn đến làm tăng tái hấp thu nước, và vì thế nên là dẫn đến là tăng cái thể tích máu. Và với hai cái tác dụng này thì nó sẽ làm giúp cho cái huyết áp trở về bình thường. Được chưa? Được chưa? Thế bây giờ liên quan đến cái câu chuyện này là người ta gọi là điều hòa cái lưu lượng lọc ở cầu thận. Thế còn trong trường hợp mà lưu lượng lọc ở cầu thận mà quá cao thì sao? Thì lúc đó thì cái tiểu động mạch đến này nó sẽ co lại, làm giảm cái lưu lượng lọc, và vì thế nên là quá trình lọc nó sẽ trở về bình thường. Đấy. Như thế tức là nhân đây thì thầy cũng sẽ trao đổi với các bạn về cái phần là điều hòa lưu lượng lọc ở cầu thận. Thế thì cái hệ thống phức hợp cận cầu thận này này, thì đầu tiên là nếu mà lưu lượng lọc ở cầu thận giảm đi, lưu lượng lọc ở cầu thận giảm đi thì dẫn đến dịch lọc ở đây nó sẽ thay đổi, giảm các cái nồng độ ion, đúng không ạ? Và macula densa nó sẽ cảm nhận được điều này và nó kích thích làm cho các tế bào cận cầu thận bài tiết ra renin và nó sẽ làm tăng cái lưu lượng lọc lên, được chưa? Ngược lại, nếu mà lưu lượng lọc mà lại tăng lên
thì sao, thì các cái tế bào macula densa này, các cái dịch lọc đến macula densa này, nó cũng cảm nhận được cái điều đấy và nó gửi các cái tín hiệu làm cho cái tiểu động mạch đến này nó co lại. Và khi tiểu động mạch đến mà co lại thì làm giảm cái lưu lượng lọc của cầu thận, giúp điều hòa lưu lượng lọc của cầu thận. Và người ta nói rằng là nếu mà khi mà cái huyết áp mà ở trong cái khoảng bình thường ấy, thì nó sẽ có cái lưu lượng lọc là tương đối ổn định nhờ có cái cơ chế điều hòa lưu lượng lọc của cầu thận, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói thêm một chút đấy là cái ứng dụng lâm sàng đấy, ứng dụng lâm sàng nào. Bây giờ chúng ta sẽ nói thêm cái ứng dụng lâm sàng về cái điều này đấy nhé. Rồi bây giờ giả sử là có một bệnh nhân mất máu trụy mạch thì cái lượng nước tiểu của bệnh nhân sẽ như thế nào? Và chúng ta hãy giải thích. Rồi. Bây giờ thầy xin mời tổ trưởng tổ 1 à. Tổ trưởng tổ 1 đâu em? Dạ. Vâng. Em đã hiểu cái tình huống lâm sàng chưa? Rồi. Em thấy thấy nhắc lại là em vừa bị rớt mạng một tí ạ. Vâng. Thì đây trên slide ấy, em đọc đi. Nếu bệnh nhân mà bị mất máu và gây trụy mạch thì lượng nước tiểu của bệnh nhân sẽ thay đổi như nào? Em thấy là nước tiểu bệnh nhân giảm ạ. À, nước tiểu sẽ giảm. Và giải thích tại sao như vậy? Em nghĩ là vì mất máu trụy mạch thì bị hạ huyết áp ạ, thì nó làm giảm cái áp lực lọc ạ, thì làm giảm lượng nước tiểu ạ. Đúng rồi, chính xác, đúng rồi ạ. Nhưng cơ thể của chúng ta sẽ có cái cơ chế như thế nào để chống lại hoặc là cứu vãn cái tình trạng này? Đúng rồi, nhưng mà bây giờ là cơ chế điều hòa cơ chế nào, các bạn có thể cho thầy biết được. Các bạn có hiểu câu hỏi không? Bạn ơi. Dạ, em thưa thầy, em nghĩ là khi mà cái áp lực lọc đến thận nó giảm thì các tế bào cầu thận nó sẽ tiết ra renin ạ. Vâng, đúng rồi. Thì renin nó sẽ Vâng ạ, Nó thì sẽ renin nó sẽ kết angiotensin xong rồi nó sẽ làm sản sinh aldosterone xong rồi nó sẽ làm tăng cái hấp thụ lại của nước tiểu ạ. tức là nó sẽ tạo thành cái cơ chế như này này, các bạn rõ chưa ạ? Được chưa ạ? Nó sẽ tạo ra angiotensin 2 nhé. Angiotensin 2 có hai tác dụng: một là co mạch, hai là kích thích vỏ thượng thận, tăng bài tiết aldosterone và cuối cùng để tăng cái lượng nước tiểu, được chưa ạ? Nhưng ở trong này còn có một cái cơ chế nữa, đấy chính là nó sẽ bài tiết ra một cái hormone ADH, được chưa?
ADH làm tăng tái hấp thu nước ở ống nội xa và ống gót, được chưa? Và nó sẽ giúp cho việc là tăng cái lượng nước tiểu của bệnh nhân lên, được chưa? Và vì thế nên là trong lâm sàng, nếu mà khi mà chúng ta mà nâng áp lên cho bệnh nhân, khi mà bệnh nhân mà có nước tiểu thì đó chính là cái dấu hiệu tốt lên của bệnh nhân, được chưa? Đồng ý không ạ? Nhá. Dạ, rất là cảm ơn bạn. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao nhá. Để chúng ta học lớp 10 là quá trình là cô đặc và pha loãng nước tiểu và điều hòa áp suất thẩm thấu của dịch ngoại bào, được chưa? Nhá. Chúng ta sẽ nghỉ đến 8:30 nhá. Được chưa?
Bây giờ nếu mà có vấn đề gì thì như này nhá, tức là trong quá trình mà các bạn học này, thì nếu mà ví dụ như là trong trường hợp mà các bạn mà thấy là tín hiệu mà không tốt hoặc như thế nào thì các bạn có thể nhắn tin qua cái số điện thoại này của thầy này nhá, thì điện thoại ngay cạnh thầy thì thầy sẽ xử lý kịp thời nhá. Ok chưa? À, bây giờ có một cái bạn bạn ấy hỏi là cơ chế của erythropoietin hoạt động như là doping là gì, thì rất đơn giản là erythropoietin khi mà tiêm vào thì nó sẽ kích thích tủy xương làm tăng sinh hồng cầu. Thế mà cái số lượng mà hồng cầu mà càng nhiều thì cái khả năng mà vận chuyển oxy nó càng tốt, và vì thế nên thành tích của người đấy sẽ càng cao. Đấy, vận động viên đấy càng cao. Ngoài ra thì hồi xưa người ta còn có cái hình thức là người ta cứ tập luyện ở những cái nơi mà không khí nó loãng, thế thì cũng thiếu cái oxy tạm thời và kích thích cơ thể tăng sinh hồng cầu. Hoặc là có một cách nữa là người ta sẽ rút máu ra, thế trước khi thi đấu thì người ta sẽ trả lại cái lượng máu mà đã bị rút, và vì thế nên là trong một cái khoảng thời gian ngắn thì cái khả năng mà cung cấp oxy của cơ thể đấy nó vượt khỏi cái sinh lý của cơ thể và nó sẽ giúp Alo. làm tăng cái thành tích thi đấu nhé. Học đi. Đấy. Bây giờ chúng Mình ta đang sẽ đi rõ vào thì cái mình phần đang là ăn sáng luôn. về cô đặc pha loãng nước tiểu và điều hóa áp suất thẩm thấu của dịch ngoại bào. Lệch 10 đấy nhé. Lệch 10 nhé. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào hai cái sơ đồ này để chúng ta có thể mường tượng lại cái câu chuyện. Thế thì cái dịch lọc thì gồm có rất nhiều các cái chất đúng không ạ? Nước, gluco, natri, clo trừ, ure, kali, canxi sẽ 30% sẽ được lọc vào bao mang đi đến ống lượn gần đúng không ạ? Ống lượn gần thì sẽ được tái hấp thu. Sẽ được tái hấp thu. Thì có tái hấp thu gluco, axit amin đúng không ạ? Hôm trước chúng ta đã học rồi, kali, canxi, vân vân, được chưa? Thế thì sau đó đến ngành xuống của quai lê thì chủ yếu là tái hấp thu nước. Đấy. Và vì thế nên là nồng độ ở chóp của quai lê áp suất thẩm thấu là rất là cao. Đấy. Sau đó thì đến ngành lên của quai lê thì vì là nồng độ natri ở đấy rất cao nên là cái này là vận chuyển thụ động thôi, đi từ nơi nồng độ cao sang nơi có nồng độ thấp, và đây là tái thu natri đúng không ạ? Đến cái đoạn mà dày, cái đoạn dày của cái ngành lên của anh lê thì vì là natri ở đây nó sẽ được tái thu hết, thì đến một mức mà cái nồng độ của natri ở đây nó sẽ giảm đi, và vì thế nên là nó phải nhờ có cái bơm là natri, kali và hai clo trừ thì nó mới có cái vận chuyển tích cực này đấy nhá. Thì đó nhá. Thế thì đến cái phần của ống lượn xa này thì nó lại bài tiết H cộng. Tí nữa chúng ta sẽ học cái phần về bài tiết H cộng trong buổi chiều hôm nay. Ống lượn xa, bài tiết H cộng nó sẽ bài tiết rất nhiều H cộng. Đấy. Trong việc duy trì cân bằng axit bazơ của thận đấy nhá. Và ống góp là tái hấp thu nước đúng không ạ? Tái hấp thu nước là cô đặc nước tiểu. Nhá. Đấy, thế thì nó sẽ có là pha loãng và cô đặc nước tiểu đấy, nhá. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi cụ thể cái phần đấy như thế nào. Thế thì ở trong cái phần này thì tí thì thầy sẽ gửi cái tài liệu cho các bạn để các bạn có thể đọc được trong cái phần này, thì nó nguyên bản là trong cái quyển sách giáo khoa sinh lý học hai tập cũ. Đấy, bây giờ thầy sẽ tạm dừng cái này và thầy sẽ chia sẻ
cái phần về cơ chế thì chúng ta sẽ đọc cái phần này nhá. Ý tí nữa thì thầy sẽ gửi cái bản mềm này cho các bạn nhá. Thế thì một trong những cái chức năng quan trọng của thận là kiểm soát nồng độ thẩm thấu của dịch ngoại bào. Khi nồng độ thẩm thấu giảm thì các cái cơ chế điều hòa thần kinh và hormone sẽ kích thích thận tạo ra nước tiểu loãng. Nước bị đào thải ra khỏi cơ thể và nồng độ thẩm thấu của dịch ngoại bào tăng lên trở về mức bình thường. Các bạn rõ chưa ạ? Khi nồng độ thẩm thấu giảm, tức là nói nôm na là khi mà dịch thừa nước, thì các cái cơ chế về thần kinh và hormone sẽ kích thích thận tạo ra cái nước tiểu loãng, tức là cái nước tiểu mà cái tỷ trọng nó thấp. Và vì thế nên là nước sẽ đào thải khỏi cơ thể, và vì vậy nồng độ về áp suất thẩm thấu của dịch ngoại bào sẽ trở về mức bình thường. Được chưa? Và ngược lại thì là khi mà nồng độ thẩm thấu mà quá cao thì thận sẽ tạo ra nước tiểu cô đặc nhé, và các chất hòa tan sẽ bị đào thải ra khỏi cơ thể, trong khi nước thì lại giữ lại làm nồng độ áp suất thẩm thấu giảm về mức bình thường. Đấy. Khi mà áp suất thẩm thấu mà quá cao, tức là nồng độ của các cái chất hòa tan nó quá cao, thì nó lại giữ lại nước nhưng mà nó lại đào thải những cái chất hòa tan ra. Đấy, thế thì vì thế nên là người ta mới gọi là cô đặc và pha loãng nước tiểu và quá trình điều hòa áp suất thẩm thấu, đúng không ạ? Như thế cái câu chuyện này nó sẽ liên quan đến cả về áp suất thẩm thấu, đúng không ạ? Liên quan đến nồng độ của các chất hòa tan ở trong nước tiểu, liên quan nồng độ các chất hòa tan ở trong máu hay là dịch ngoại bào. Đấy nhá. Về cái tín hiệu để báo cho thận cần phải tạo ra nước tiểu loãng hay đặc là do cái ADH, do vùng dưới đồi sản xuất và được dự trữ ở thùy sau của tuyến yên. Nồng độ thẩm thấu của dịch ngoại bào quá cao thì thùy sau của tuyến yên nó sẽ bài tiết nhiều ADH và thận sẽ sản xuất ra nhiều cái chất hòa tan và giữ lại nước. Ngược lại thì nồng độ áp suất thẩm thấu giảm thì ADH sẽ không được bài tiết. Thế thì cái câu chuyện này thì các bạn phải hiểu thêm là như thế này, là đợi thầy một chút, thầy sẽ lấy cho các bạn xem một chút về cái này. Tức là ở trong đợi thầy một tí nhé, tức là thầy sẽ chỉ cho các bạn về cái phần này. Đây, phong nguồn chống ngoại niệu đây. Đây nhá. Tức là khi mà cơ thể mà thừa nước này thì cái áp suất thẩm thấu nó sẽ giảm đi. Thì nó sẽ kích thích cái receptor nhạy cảm về áp suất thẩm thấu ở vùng dưới đồi. Và cái này thì nó sẽ tác động lên thùy sau của tuyến yên để tăng bài tiết ADH. Và khi mà tăng bài tiết ADH thì nó sẽ kích thích làm tăng tái hấp thu nước ở ống lượn xa và ống góp. Đấy, và vì thế nên là nó sẽ có nhiều nước ở trong nước tiểu. Được chưa ạ? Và vì thế nên là nó sẽ giúp cho quá trình là
pha loãng nước tiểu, đúng không ạ? Ngược lại là nếu mà khi mà cơ thể của chúng ta mà thiếu nước thì áp suất thẩm thấu ở trong huyết tương nó sẽ tăng lên. Khi mà áp suất thẩm thấu ở trong huyết tương tăng lên thì nó sẽ kích thích cái receptor về nhạy cảm, nó cảm nhận được cái điều này thì nó sẽ kích thích cái tác động vào cái thùy sau tuyến yên để tăng bài tiết ADH, đúng không ạ? Khi mà tăng bài tiết ADH thì sẽ tăng tái hấp thu nước, quên mất ở đây là giảm bài tiết ADH thì giảm tái hấp thu nước, còn đây là tăng tái hấp thu nước và để giữ lại nước, và vì thế nên là sẽ mất ít nước ở trong nước tiểu đấy nhá. Thế thì thầy nói lại này, nếu mà thừa nước thì sẽ làm giảm bài tiết ADH, giảm bài tiết ADH từ từ nhá, đây nhá, tức là nếu mà là lượng nước ở vào cơ thể nhiều này thì sẽ làm giảm cái áp suất thẩm thấu, đúng không ạ? Giảm cái áp suất thẩm thấu. Giảm áp suất thẩm thấu thì dẫn đến làm giảm ADH. Được chưa? Giảm ADH dẫn đến giảm tái hấp thu nước và nước sẽ mất nhiều qua nước tiểu. Còn nếu mà lượng nước mà lấy vào mà ít, làm áp suất thẩm thấu tăng lên, làm cho ADH tăng lên, dẫn đến tăng tái hấp thu nước và dẫn đến làm mất cái lượng nước ít hơn ở trong nước tiểu. Đấy nhá. Như thế là các bạn, là thầy đã nói với các bạn rất là rõ về cái phần cơ chế liên quan đến cái ADH rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp này. Rồi. Bây giờ đến cơ chế tạo ra nước tiểu loãng của thận. Thì bình thường thì nồng độ thẩm thấu của dịch lọc của cầu thận thì đúng bằng huyết tương, tức là bằng khoảng 300 mmol trên lít. Nếu cần phải bài xuất lượng nước thừa ra khỏi cơ thể thì phải pha loãng dịch lọc của cầu thận khi nó đi qua ống thận, nghĩa là chất hòa tan phải được tái hấp thu nhiều hơn nước, được chưa? Cái đoạn dày nhánh lên của que Henle và đoạn pha loãng ở ống lượn xa bình thường là không thấm nước. Nhớ chưa? Đoạn dày nhánh lên của que Henle và đoạn pha loãng của ống lượn xa bình thường là không thấm nước. Còn đoạn cuối của ống lượn xa, ống góp vùng vỏ và ống góp cũng trở nên hoàn toàn không thấm nước khi không có ADH trong máu tuần hoàn. Được chưa? Ngược lại, sự tái hấp thu các chất hòa tan ở đoạn này rất mạnh. Và theo cơ chế vận chuyển tích cực thì chúng ta đã biết rồi. Thứ nhất là nó có sự tái hấp thu của ion natri, kali và hai clo trừ ở đoạn dày của que Henle, trong khi nước được giữ lại làm khả năng thẩm thấu của dịch ra khỏi que giảm xuống chỉ còn 100 mmol trên lít. Được chưa? Được chưa? Và vì thế khi dịch qua ống lượn xa, ống góp vùng vỏ và ống góp một số chất hòa tan đặc biệt là ion natri còn được tái thu thêm, làm cho dịch của ống thận càng được pha loãng thêm. Khả năng thẩm thấu của dịch ống góp đổ vào bể thận chỉ còn 65 mmol trên lít. Được chưa? Đấy chính là cơ chế tạo ra nước tiểu loãng ở thận. Đấy nhá. Thế thì thầy, tại sao cái phần này thầy lại rất là muốn chỉ cho các bạn cái cách để cho các bạn học cái phần phần sinh lý theo từng cái đoạn này một, bởi vì là chúng ta luôn luôn phải cần cái đọc tài liệu, và mỗi một cái đoạn mà đọc tài liệu thì nó sẽ có các cái như hồi xưa thì chúng ta sẽ học một vấn đề hoàn chỉnh, bây giờ chúng ta phải cóp nhặt từng cái vấn đề ở trong những cái đoạn khác nhau của sách giáo khoa. Thế thì ở đây là số trang là trang 24 nhé. Từ trang 24 này của cái quyển sách giáo khoa tập 2. Thế thì tí nữa thầy sẽ gửi cho các bạn cái quyển sách giáo khoa tập 2 này nhé, để cho các bạn có thể file PDF để cho các bạn có thể đọc cái phần này. Bây giờ đây là thầy sẽ đã hướng dẫn một cách rất là chi tiết. Rồi, được chưa? Như thế đây là cơ chế nước tiểu được pha loãng, được chưa? Thầy nói lại cơ chế nước tiểu được pha loãng này. Thế thì
Chúng ta biết rằng là cái phần phần được pha loãng có nghĩa là gì? Có nghĩa tức là, nói nôm na tức là cái lượng nước so với cả cái chất hòa tan đấy nó phải nhiều hơn, hay là cái nồng độ của các cái chất hòa tan ở trong nước tiểu ấy nó phải ít đi. Như thế tức là các cái chất hòa tan đấy phải được sao? Phải được nhặt lại vào trong trong máu, đúng không ạ? Thì cái dịch ở trong cái ống thận đấy nó mới gọi là pha loãng, được chưa ạ? Thế thì để mà nhặt lại thì người ta thấy rằng là ở cái đoạn mà cái ngành lên của quai lê mà ở cái phần là cái phần dày á, cái phần mà nó dày á, thì ở trong cái đoạn này thì nó có một cái bơm này thì là nó sẽ hấp thu natri, kali và hai clo trừ đấy, từ trong lòng ống thận mà vào trong khoảng kẽ, được chưa? Và cái thuốc lợi tiểu mà tác dụng lên cái bơm này chính là furosemide. Đấy, khi mà furosemide sử dụng thì nó sẽ ngăn cản cái sự tái hấp thu của natri, và vì thế nên là sẽ xuất hiện natri ở trong nước tiểu và vì thế kéo theo nước, và furosemide là một trong những cái thuốc mà lợi tiểu mà gọi là gì nhỉ? Gọi là rất là quan trọng trong thực hành lâm sàng. Đấy, nhé. Thế thì như thế tức là người ta nói rằng là chính vì có cái sự tái hấp thu tích cực của ion này. Đấy. Và vì thế nên là nồng độ của các ion hòa tan nó sao? Nó sẽ thấp đi tương đối so với cả cái lượng nước. Và vì thế nên là đây chính là cơ chế gọi là pha loãng đấy, của thận, được chưa? Bây giờ đến cái cơ chế thứ hai nha, các bạn đã nắm được cái phần pha loãng rồi. Bây giờ thầy sẽ sang cái phần gọi là cô đặc về nước tiểu. Cơ chế cô đặc của nước tiểu thì lại phức tạp hơn. Đấy. Đấy. Nhưng mà thầy sẽ cố gắng làm sao đấy để cho các bạn có thể là dễ hiểu nhất, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem cái phần này nhá. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ xem này. Ở người này thì có khoảng 1 phần 3 đến 1 phần 5 số nephron có quai Henle đi sâu vào vùng tủy thận rồi lại quay trở lại vùng vỏ thận, được chưa? Và song song với những quai Henle rất dài này thì là những cái mao mạch quanh ống thận thì gọi là mạch thẳng. Mạch thẳng nó có một cái tên người ta gọi là vasa recta này, vasa recta này, gọi là các cái mạch thẳng. Các cái quai này cũng từ vùng vỏ đi vào vùng tủy rồi lại trở lại vùng vỏ. Đấy, nhá. Thế thì cơ chế cô đặc nước tiểu phụ thuộc vào sự duy trì cái bậc thang thẩm thấu tăng dần từ vùng vỏ đến vùng tủy. Tức là để mà cô đặc nước tiểu thì phải có một cái sự duy trì cái bậc thang thẩm thấu tăng dần từ vùng vỏ đến vùng tủy, được chưa ạ? Đấy. Thế thì vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái mục đích quan trọng nhất là gì? Là vậy thì cô đặc nước tiểu tức là phải lấy bớt nước ra, đúng không? Lấy bớt nước ra thì có nghĩa là để mà lấy bớt nước ra rồi thì có nghĩa là phải có một cái khu vực mà bao quanh cái ống thận đấy phải có nồng độ áp suất thẩm thấu rất là cao thì nước nó mới đi từ trong ống thận mà đi ra cái khoảng kẽ và đi vào trong mao mạch, được chưa ạ? Thế thì cái bậc thang này được duy trì nhờ hoạt động của quai Henle đấy, như là một hệ thống nhân ngược dòng và hoạt động của mạch thẳng như là hệ thống trao đổi ngược dòng đấy. Hệ thống ngược dòng là một hệ thống trong đó dòng chảy song song ngược chiều và rất gần với dòng đi ra ở một khoảng nào đó, được chưa nhá? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phần này thì các bạn sẽ hiểu được này nhá. Thầy sẽ giải thích cho các bạn để các bạn hiểu này. Từ từ này. Quai Henle thì sao? Nhánh xuống của quai Henle thì không thấm các chất hòa tan nhưng có tính thấm cao đối với nước và do đó nước được vận chuyển vào dịch kẽ và nồng độ natri ở trong ống tăng lên, được chưa ạ? Nhá. Ngoài ra thì một số ure cũng đi vào nhánh xuống
làm cho khả năng thẩm thấu của dịch ống tăng lên, đoạn mỏng của nhánh lên thì không thấm nước, thấm vừa phải với natri và ure, nhưng thấm natri nhiều hơn ure. Và kết quả là natri sẽ vận chuyển thụ động vào dịch kẽ theo bậc thang nồng độ. Đoạn dày nhánh lên của quay lê thì không thấm cả nước và chất hòa tan, nhưng đoạn này cả clo trừ và natri được vận chuyển tích cực ra khỏi ống. Natri được bơm vào dịch kẽ nhờ bơm natri kali ATPA, còn clo được vận chuyển tích cực thứ phát cùng với cả natri. Và các cái ống góp vùng vỏ không thấm đối với ure nhưng thấm nước khi có mặt của ADH. Được chưa ạ? Và kết quả là nước ra khỏi ống và nồng độ ure trong ống thì tăng lên. Các ống góp vùng tủy trong thấm ure và thấm cả nước. Ure vận chuyển thụ động vào dịch kẽ để duy trì nồng độ thẩm thấu cao ở tháp tủy và nước được tái thu làm dịch trong ống được cô đặc. Đấy, như thế tức là nó chính là cái cơ chế được cô đặc. Bây giờ thầy sẽ nói với các bạn một cách đơn giản về cái phần cấu tạo này là như sau. Được chưa? Đây, thầy sẽ chiếu cho các bạn xem nhé. Rồi, nhìn này. Đây là ngành xuống của quay lê này. Ngành xuống của quay lê thì chỉ thu, và vì thế nên là nồng độ của các chất thẩm thấu ở trong cái quay lê này sẽ tăng lên và cao nhất ở chóp của quay lê. Được chưa? Rồi, tiếp này. Thứ hai là khi mà nồng độ của các chất hòa tan, ví dụ như natri ở đây rất là cao, nên là khi mà đi đến ngành lên ở quay lê ở cái phần này thì natri sẽ được tái thu đi từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp một cách thụ động. Được chưa? Và ở phần trên này thì nhờ bơm natri kali và hai clo trừ bơm thì sẽ tăng tái thu natri. Như thế tức là các bạn sẽ thấy là áp suất, và ở đây là nó có cái các cái mao mạch quanh ống thận nhưng mà là rất là dài, người ta gọi là vasa recta, thì sẽ tái thu nước. Và vì thế nên là các bạn sẽ thấy là áp suất thẩm thấu nó sẽ tăng dần từ vùng vỏ đến vùng tủy. Đấy. Và đây chính là cơ chế để mà cô đặc nước tiểu. Cô đặc tức là gì? Các bạn thấy là cái đoạn này là đoạn cô đặc nước tiểu này. Ở đây là nước nó sẽ được sao? Nước sẽ được đi ra. Và vì thế nên là nồng độ các cái chất hòa tan ở trong quay lê thì sẽ được tăng dần lên từ vùng vỏ đến vùng tủy, và đoạn này thì lại là đoạn cô đặc nước tiểu. Được chưa? Thế còn cái đoạn từ đây trở đi thì lại là đoạn pha loãng nước tiểu. Được chưa? Đấy, natri lại được lấy ra, lại được nhặt ra. Được chưa? Và ở đây lại là nước được tái hấp thu. Đấy, đúng không? Đấy, nước được tái hấp thu hoặc là không. Đấy, tùy theo nhu cầu của cơ thể khi có mặt của ADH hay không nhá. Được chưa? Đấy. Và vì thế nên là như thế tức là chúng ta đã tiếp cận một phần về cái phần là cô đặc và pha loãng của nước tiểu nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp. Rồi, bây giờ người ta nói tiếp này. Nhưng bậc thang thẩm thấu
trong thát tủy sẽ không tồn tại lâu nếu natri, ure và các ion khác bị dòng máu cuốn đi. Đúng không ạ? Các chất hòa tan này được giữ lại ở thát tủy. Đấy, được giữ lại ở cái thát tủy. Vì hai lý do. Thứ nhất là lưu lượng máu ở vùng tủy thận rất thấp. Chỉ bằng 1 đến 2% lưu lượng máu thận. Do đó nó sẽ không có khả năng cuốn theo các chất hòa tan ở vùng tủy. Được chưa? Thứ hai, các mạch thẳng hoạt động như những hệ thống trao đổi ngược dòng. Khi máu chảy xuống các nhánh xuống của mạch thẳng thì ion natri và ure sẽ khuếch tán từ dịch kẽ vào máu, trong khi nước khuếch tán từ máu và dịch kẽ. Được chưa? Và cả hai quá trình này làm cho áp suất thẩm thấu trong máu mao mạch tăng dần đến mức tối đa là 1.200 miliosmol trên lít ở chóp của mạch thẳng, rồi máu sẽ chảy theo nhánh lên, thì tất cả natri, clo và ure sẽ được khuếch tán từ mao mạch vào dịch kẽ, trong khi nước vào mao mạch. Vì vậy, khi máu của mạch thẳng rời khỏi vùng tủy, nồng độ thẩm thấu của máu chỉ hơi cao so với nồng độ thẩm thấu của máu đi vào mạch thẳng của vùng vỏ. Điều này có nghĩa máu chảy qua mạch thẳng chỉ mang một lượng rất nhỏ các chất hòa tan ra khỏi tủy, và trao đổi ngược dòng của mạch thẳng là một quá trình thụ động. Quá trình này phụ thuộc vào khuếch tán giữa nước và các chất hòa tan qua thành của mạch thẳng theo cả hai hướng, và bậc thang thẩm thấu ở vùng tủy sẽ không được duy trì nếu quá trình nhân ngược dòng trong qua Henle ngừng lại. Vai trò ADH trong cơ chế cô đặc nước tiểu nhá. Đấy, thế thì nồng độ ADH ở trong máu tăng cao thì các tế bào biểu mô của ống góp vùng vỏ, ống góp vùng tủy và ống góp trở nên rất là thấm nước và ngược lại, được chưa? Như thế tức là thầy đã hướng dẫn cho các bạn đọc sách về cái phần này, tí nữa thì thầy sẽ gửi cho các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ xem slide để thầy nói lại cho các bạn về cái phần này cho nó rõ này. Đấy nhá, tiếp này. Bây giờ thầy sẽ quay trở lại này. Rồi. Chúng ta sẽ tiếp cận theo một cách khác nữa nhá, tức là kiểm soát cái nồng độ, kiểm soát cái áp suất thẩm thấu thì ở ống thận thì sẽ có hai phần là cơ chế điều hòa tại chỗ và cơ chế điều hòa trung tâm. Đấy. Thế thì cái phần này thì nó mở rộng hơn nhá, mở rộng hơn, bởi vì chúng ta sẽ phải tiếp cận dần dần. Đấy, và vì thế nên là chúng ta sẽ có thứ nhất là cơ chế tại chỗ. Cơ chế tại chỗ thì nó chủ yếu là theo cái sự hiện diện của cái định luật Starling. Cái lực Starling. Lực Starling thì nó là cái sự gọi là tương quan giữa cái lực mà kéo nước vào huyết tương, kéo nước vào mao mạch và cái phần và phần ngược lại, được chưa? Đấy là định luật Starling. Đấy nhá. Tức là cái nơi nào mà có nồng độ cao, áp suất thẩm thấu cao, ví dụ như là chóp, ví dụ như là cái phần chóp, thì sao? Thì nước nó sẽ được tái thu nhiều nhất, được chưa? Bởi vì cái phần này áp suất thẩm thấu rất cao. Đấy, áp suất thẩm thấu rất cao thì nước sẽ được tái thu nhiều nhất. Rồi, đồng ý chưa? Tiếp này. Rồi, ok. Đấy. Còn cơ chế trung tâm này. Cơ chế trung tâm thầy, thì... Thầy ơi. Ừ. Thầy chưa xem slide ạ. Xem chưa? Chưa ạ. À rồi, ok. Đây, đợi thầy thì. Rồi.
cơ chế về kiểm soát cái cô đặc và pha loãng nước tiểu thì còn một cái cách tiếp cận thứ hai nữa. Bạn nào tắt tắt Nguyễn Ngọc Hà nào. Hà ơi, tắt, tắt 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 mic cho thầy đây. Em ơi. Thì được tiếp cận theo một cách khác, đấy là cơ chế điều hòa tại chỗ và cơ chế điều hòa trung tâm. Thì cơ chế điều hòa tại chỗ thì là sự hiện diện của gọi là lực Starling, tức là cái sự cân bằng hay là cái sự chênh lệch giữa cái nồng độ của áp suất thẩm thấu, tức là nó liên quan đến việc là đẩy nước vào hay là giữ nước lại đấy nha. Thế thì chúng ta thấy rằng là áp suất thẩm thấu ở cái đỉnh của chóp của quay lên là cao nhất đấy. Và vì thế nên là ở cái vị trí này thì nước nó dễ dàng mà đi từ lòng ống thận mà vào trong các cái mao mạch. Các cái mao mạch này người ta gọi là các cái mao mạch thẳng hay là vasa vasa recta đấy nhé. Mình sẽ hiểu thêm một chút là như thế, tức là bây giờ chúng ta sẽ sang cái các cái cơ chế về trung tâm. Để mà duy trì cái điều này thì ngoài cái việc tại chỗ thì còn có cái phần về trung tâm, thì nó được tạo bởi rất nhiều các cái hormone. Ở trong cái sách giáo khoa thì người ta mới đề cập đến là ADH thôi. Nhưng mà ở đây thì còn có rất nhiều các hormone. Thầy kể ra là ADH, aldosterone, angiotensin 2, adrenaline và noradrenaline. Rồi thì các cái peptide lợi tiểu nari. Đấy. Ví dụ như là peptide lợi tiểu nhĩ và peptide lợi tiểu thất. Đấy. Cái này là thầy mở rộng thêm bởi vì trên lâm sàng thì các thầy cô sẽ giảng và PTH tức là hormone của tuyến cận giáp. Đấy. Và cái thứ tiếp là hệ thần kinh giao cảm cũng đóng vai trò trong cái cơ chế điều hòa này, trong cơ chế điều hòa này, trong điều hòa này nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến từng cái một. Thứ nhất là ADH hay là vasopressin thì được sản xuất ở vùng dưới đồi và được dự trữ ở thùy sau của tuyến yên. Đấy. Nó sẽ đáp ứng với sự tăng áp suất thẩm thấu của dịch ngoại bào. Thế thì ADH này thì nó sẽ gắn vào cái receptor nó có tên là V2 ở các cái tế bào ống góp mà một phần của tế bào ống lượn xa nhá. Và kết quả thì nó sẽ làm tăng số lượng của các cái kênh dẫn nước hay tên tiếng Anh gọi là như này. Đấy, nhá. Trên màng tế bào và các cái phân tử nước có thể đi qua được. Đấy. Đấy. Như thế tức là nước mà có thể đi từ ống thận mà vào trong khoảng kẽ thì cái này được gọi là cô đặc nước tiểu đúng không ạ? Ngược lại nếu mà không có ADH thì người ta gọi là quá trình pha loãng nước tiểu đúng không ạ? Tức là cô đặc và pha loãng là hai cái thái cực của nó, được chưa? Cái thứ hai là aldosterone. Aldosterone thì được lớp cầu của vỏ thượng thận. Đấy. Lớp cầu của vỏ thượng thận. Đấy. Được bài tiết ra trong đáp ứng với việc tăng của nồng độ của angiotensin 2 hoặc là ion kali trong huyết tương. Tức là khi mà nồng độ của angiotensin 2 tăng, nhớ chưa ạ? Hoặc là ion kali trong huyết tương tăng thì cái lớp cầu của vỏ thượng thận này nó sẽ tăng bài tiết ra aldosterone. Aldosterone thì có vai trò là duy trì cái nồng độ của kali, đúng không? Và do là tăng tăng đào thải kali ở phần dày, cái đoạn dày của ngành lên của quai lê và ống lượn xa, đấy giúp, đúng không? Nó sẽ giúp điều hòa lại thể tích của dịch ngoại bào. Đấy. Thế thì tác dụng của aldosterone làm tăng tái hấp thu natri và tăng đào thải kali mà. Tăng tái hấp thu natri và tăng đào thải kali. Được chưa? Thế thì nếu mà aldosterone mà được bài tiết ra thì sẽ kali sẽ tăng đào thải
và nồng độ kali nó sẽ giảm đi, được chưa? Còn nếu mà aldosterone mà không được bài tiết ra thì không có quá trình đào thải kali, được chưa? À, nha, được chưa? Nha. À, nha. Thế thì như thế tức là nó cái hormone aldosterone này nó sẽ có cái vai trò trong việc là thay đổi các cái chất hòa tan ở trong dịch của ống thận, và vì thế nên là nó sẽ góp vào cái quá trình mà pha loãng hoặc là cô đặc nước tiểu. Đấy, nôm na như thế, tức là cô đặc hoặc pha loãng nước tiểu, tức là rút nước ra hoặc là không rút nước, rút các cái chất hòa tan ra hoặc là không rút các chất hòa tan ra thì người ta gọi là cô đặc hoặc pha loãng nước tiểu, được chưa? Thế còn nồng độ của các cái chất hòa tan là tương quan với cả nước thì người ta được gọi là áp suất thẩm thấu. Thế và vì thế nên là cái câu chuyện của cái buổi sáng hôm nay thì theo thầy nghĩ thì cũng đơn giản thôi đấy nhá. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp này. Hệ thống renin angiotensin aldosterone thì sẽ kích thích tái hấp thu natri và cùng với việc là tái hấp thu thụ động của nước ở ống lượn xa và ống góp, và hệ thống này được hoạt hóa bởi sự giảm thể tích của huyết tương, được chưa? Đấy, hệ thống này được hoạt hóa bởi sự giảm thể tích của huyết tương, các bạn biết rồi, giảm thể tích của huyết tương thì sẽ kích thích ra cái bài tiết ADH, được chưa? Angiotensin 2 thì sẽ kích thích aldosterone bài tiết và tăng tái hấp thu natri. Đấy nhá. Và vì thế nên là nó sẽ là tái hấp thu nước ống lượn xa. Cái này thì các bạn biết rồi. Cái hệ thống thần kinh giao cảm và epinephrine thì sẽ kích thích tái hấp thu natri và nước ở ống lượn gần và đoạn dày ngành lên của quai lê, nhớ chưa? Tức là cái hệ thần kinh giao cảm và epinephrine thì sẽ kích thích tái hấp thu natri và nước ở ống lượn gần và đoạn dày ngành lên của quai lê. Như thế tức là nó động chạm đến natri, nó động chạm đến các chất hòa tan và nó động chạm đến nước, và vì thế nên là nó ảnh hưởng đến quá trình cô đặc và tái hấp thu của nước tiểu. À, bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần là các cái peptide mà bài tiết natri ở trong nước tiểu nhé. Thì nó sẽ tăng đào thải natri qua nước tiểu do ức chế tái hấp thu natri ở ống lượn xa. Nó có nhiều nhiều chất và các cái chất này sẽ gây lợi tiểu, đúng không ạ? Bởi vì là sao? Tăng đào thải natri mà, tăng đào thải natri. Đấy, tăng đào thải natri tức là tăng đào thải natri, như thế là cô đặc nước tiểu, đúng không ạ? Đấy nhá. Thế thì ANP là được bài tiết bởi tế bào tâm nhĩ khi mà cái cơ tâm nhĩ bị kéo căng. Còn BNP, BNP là được bài tiết bởi tế bào tâm thất khi cơ tâm thất bị kéo căng. Đấy nhá, được chưa? Đấy nhá. Thế thì các bạn hiểu được cái điều đấy. Thứ tiếp là đến parathyroid hormone, tức là hormone của tuyến cận giáp, thì làm giảm đào thải của ion canxi, giảm cái sự đào thải của các cái ion hòa tan trong nước, đúng không? Nó liên quan đến quá trình cô đặc và pha loãng nước tiểu rồi, đúng không? Đúng không? Bởi vì là nó sẽ kích thích tái hấp thu canxi từ nước tiểu tiểu đầu, đúng không ạ? Nó sẽ giúp tăng tái hấp thu canxi, đúng không ạ? Đấy, và làm tăng đào thải phốt phát của thận, và vì thế nên là cái hormone này nó sẽ làm gì? Và làm giảm phốt phát máu, sẽ nhắc lại một chút nữa. Nước tiểu có nhiều trình, việc tăng lượng nước trong nước tiểu thì làm giảm tỷ trọng nước tiểu và ngược lại, đúng không ạ? Đấy. Ví dụ như là các bạn biết là có những bệnh nhân mà bị đái tháo nhạt, tức là tăng cái thiếu cái hormone ADH. Đấy, và vì thế nên là ống thận sẽ không tái hấp thu nước, và vì thế nước nó sẽ xuất hiện rất là nhiều ở trong nước tiểu.
Và vì thế nên người ta sẽ sinh ra bệnh đái tháo đường. Tức là một ngày có thể đái khoảng 10 lít nước tiểu, nhưng tỷ trọng của nước tiểu thì lại rất là thấp. Được chưa? Đấy nhá. Thế thì bây giờ đến cái câu chuyện mà pha loãng thì những cái vị trí nào có thể pha loãng được? Đấy, thứ nhất là pha loãng nước tiểu. Tức là cái quá trình gì? Nó sẽ liên quan đến đến cái gradient đồng độ. Đấy, của vỏ thận và tủy thận, đúng không ạ? Đấy nhá. Cái thứ hai là nó sẽ liên quan đến ADH, và thứ ba là liên quan đến ure, được chưa? Nó liên quan đến ba phần. Đấy nhá. Nó liên quan đến cái sự chênh lệch về áp suất thẩm thấu ở vùng tủy thận. Cái thứ hai là liên quan đến ADH, và thứ ba là liên quan đến ure. Đấy, như là cái phần mà thầy vừa mới trao đổi với tất cả các bạn là về cái tài liệu trong sách giáo khoa tập 2, thì tí thầy sẽ gửi cho các bạn. Rồi, cuối cùng là cô đặc nước tiểu. Đấy, pha loãng và cô đặc nước tiểu. Đấy, thì nó sẽ liên quan đến ba cái phần đấy nhá. Thì chúng ta trong một cái buổi này thì chúng ta chưa thể hiểu hết được. Thế tuy nhiên là sau này chúng ta học dần lên thì chúng ta sẽ hiểu được. Đấy. Thế còn lại một cái phần cuối cùng mà thầy muốn nói là cái nước tiểu cuối cùng ấy, nước tiểu cuối ấy, thì nó có màu vàng nhạt. Tỷ trọng là có giá trị như này. pH thì như này. pH dao động rất lớn, các bạn thấy không ạ? Nó có các cái nồng độ các cái ion hòa tan. Nó không có protein và glucose. Bình thường thì nó sẽ có khoảng độ 1,5 đến 2 lít trong một ngày. Ở người bình thường, nếu mà là trên 2 lít hoặc là 3 lít thì người ta gọi là đa niệu. Còn nếu mà thiểu niệu, tức là dưới 0,5 lít trong một ngày, và vô niệu thì là dưới 0,1 lít trong một ngày. Đấy. Như thế tức là hôm nay chúng ta đã làm xong được cái phần về cơ chế cô đặc và pha loãng nước tiểu, cũng như là điều hòa về áp suất thẩm thấu ở dịch ngoại bào. Bây giờ thì thầy sẽ giới thiệu về các cái phần nội dung mà các bạn sẽ tìm đọc ở trong sách giáo khoa, để cho các bạn có thể nắm được cái phần này nhá. Bây giờ thầy sẽ đóng lại này, thầy sẽ chiếu này để cho các bạn. Thứ nhất này, về cái phần cô đặc và pha loãng ở trong nước tiểu, thì thứ nhất là thầy sẽ gửi slide cho các bạn. Thứ hai là các bạn sẽ học cái phần về thận điều hòa nồng độ thẩm thấu của dịch ngoại bào, chức năng pha loãng và cô đặc nước tiểu. Đấy nhá. Thế thì trang 24 này, trang 25 này, trang 26 này. Đấy nhá. Và các bạn có thể học đọc về các cái rối loạn lâm sàng của thận nhá. Ở cái phần này. Đấy. Thì rất là hay, bởi vì nó sẽ liên quan đến các cái phần mà các bạn đi học ở trên lâm sàng, trên trang 29 nhé, được chưa? Đấy. Việc thứ hai là bây giờ thầy sẽ, các bạn có nhìn được slide không? À, các bạn có nhìn được cái tài liệu không ạ? Em ơi, lớp trưởng lớp 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 trưởng Nói cho em có nhìn thấy ạ. Thế còn phần thứ hai là thầy sẽ chỉ cho các bạn là cái buổi đầu tiên tác dụng của erythropoietin. Thì đây là trang, đây là trang số 101 đến 102 đến 103, 102 đến 103. Đây. Đây nhá. Đây. Đây điều hòa quá trình sinh hồng cầu. Vai trò của erythropoietin nhá. Đấy nhá. Thế thì nó sẽ có là trong 104 này, trong cái phần đấy nhá. Thế đến 105 nhá. Được chưa? Nhá.
Thế thì các cái tác dụng như thế nào thì các bạn xem ở trong sách giáo khoa. Và tất cả cái này thì thầy sẽ có thể là sẽ đưa vào các cái nội dung mà để thi cuối khóa được chưa? Rồi, bây giờ thầy muốn dành cái thời gian độ khoảng mấy phút để cho các bạn có thể có các cái câu hỏi, các bạn có thể nhắn lên trên chat box thì thầy sẽ có thể có cái gì thì thầy sẽ trả lời. Rồi. Các bạn có hỏi gì không ạ? Thế nếu mà chúng ta không hỏi gì thì chúng ta sẽ dừng ở đây. Thế sau đó thì IK1, IK2 thì sáng mai đúng không ạ? Sáng mai tiết 1 thì chúng ta sẽ học về về lách 11 cân bằng axit bazơ nhá. Thì thầy cũng nói là những cái này thì là thầy đã cố gắng hết sức để có thể làm cho các bạn mở rộng hơn đấy nhá, mở rộng hơn, các bạn sẽ nhìn thấy một cách đầy đủ hơn và dễ hiểu hơn đấy nhá. Thế thì thầy cũng nói là cái hệ thống mà gọi là người ta cứ nói nhân nồng độ ngược dòng các thứ về đơn giản, tức là các bạn hiểu được rằng là nồng độ các cái chất thẩm thấu ở chóp của quai lê là cao nhất đấy, nhá. Đấy, tăng dần từ vùng tủy, tăng dần từ vùng vỏ đến vùng tủy nhá, đấy là cái cao nhất, và điều hòa nhờ cơ chế điều hòa tại chỗ và cơ chế điều hòa trung tâm là thông qua rất nhiều các cái hormone như thế, như thầy nói ấy, nó làm thay đổi các cái nồng độ của chất hòa tan, thay đổi cái lượng nước giữ lại hoặc là đào thải, và vì thế nên là dẫn đến cái việc cô đặc hoặc là pha loãng nước tiểu nhá. Một lần nữa thì cảm ơn tất cả các bạn nhá, chúc các bạn học tốt. Đấy, bây giờ thầy sẽ gửi cho các bạn nhé.